Rồi cốc của hương mẫu trong nhà trồng này, cốc Thái Lan nó chín nè, bẻ được rồi. Cốc Thái Lan nó cũng ngọt ngọt chua, ăn cũng được, không có lỗi nào. Được ba trái cốc, đây trái cốc chín nè. Đó, trong này có mấy trái khế chín. Cái lỗ này biết sao nó bị eo uột, nó bị co vào nổi không. Trái hôm nay trái nhiều ấy. Ở trong nhà trái này cái Lycoma nè bà con, cứ bảo trồng trường hộp ấy. Cái Lycoma này đây là cái trứng gà đấy, miền Trung gọi là cái trứng gà, để có nó ra được không. Mà what's amazing á là cây thanh long á, mà thanh long trồng từ hộp á, nguyên cái bụi này có khuôn mẫu là trồng từ hộp này, hộp thanh long vàng á. Để cái đèn đèn này nó lên dễ sợ không, nó lên nhánh tôi nhánh đầy hết. This all from seeds, it's amazing. Nó lên tươi dễ sợ. Cái rủ này nó bị rớt cái hồ piscine, hồ cá đem lên cái nó nhảy lên một nhánh rồi hai nhánh, là nó cây sẽ đủ này là ba cây. Cái này có trái, cái này cũng có trái, cái này thì nó rắn survive. We'll see. Anyway, lâu rồi nó ra nhánh nhiều dễ sợ không. Rễ này, rễ thanh long nó ra rễ tươi nè, fresh roots, air, cái này gọi là air roots. Hôm nay cái trứng cá survive, I'm so glad. Cái trứng cá survive thì qua mùa xuân nó ra trái, nó mature được 2 năm rồi. Cái chùm cốc này dễ sợ không? Nó chưa có chín, chùm này không biết bao nhiêu trái mà nói. Ok, cái tắt thì thôi, trái đầy không nói gì. Có con sóc nhà nè. Ok, over.